Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, đại dịch virus Vũ Hán mới qua đi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ, 8 tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn. Năm hai con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo. Nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong và mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn, nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Vào ngày 18 tháng 9, Đài Khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Vào ngày 18 tháng 9, Đài Khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra 3 cảnh báo màu đỏ mưa bão. Đài Khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo mưa bão màu đỏ liên tiếp. Vào ngày trước đó, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt, mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m. Các con đường dọc ven sông, tầng 1 của cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập. Vào cùng ngày, thôn Lợi Chu dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét. Từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc, vào ngày 18 tháng 9, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2,2m trở lên, mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước. Nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.468 người gặp nạn. 61 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong, diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Vĩnh Châu, Hồ Nam bị ngập lụt. Vào ngày 18 tháng 9, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa, dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm trước, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm, 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mực nước 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 tuổi cũng đã gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ lụt bất ngờ cuốn tới khiến nước sông đột ngột dâng cao, 5 người dân ở địa phương đã bị mất tích. 3 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 2 nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. 10 thành phố ở Quảng Đông bị ngập lụt. Gần đây, mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Vào ngày hôm trước, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoàn và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày 18 tháng 9 có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9.
từ 18 ngày nay, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa 1057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo đỏ tính đến 13 giờ 37 phút ngày 18 tháng 9. Vẫn còn 36 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to, 51 huyện, 440.000 người ở Giang Tây gặp thiên tai. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 quận huyện thành phố bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Vào ngày 18 tháng 9, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía bắc thành phố Cán Châu, phía nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Phúc Kiến mưa to, núi lở kể từ 3 ngày trước đến nay. Hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ ngày 19 tháng 9, tỉnh Phúc Kiến có 62 thị trấn và làng mạc ở 25 quận huyện thành phố có lượng mưa hơn 70mm, trong đó có 6 thị trấn và làng mạc ở 5 quận huyện thành phố có lượng mưa hơn 110mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Lở núi ở Cù Châu, Chiết Giang, dân làng di rời khẩn cấp. Thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn vào lúc 1 giờ ngày 18 tháng 9, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Cù Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới, các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn. Một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử, động đất ở Đa Giao. Thưa quý vị, vào đêm ngày 18, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đa Giao, khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn nằm cách đó 5 km bên dưới gây rung động mạnh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Trận động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ 28 phút ngày 18 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh ở bên ngoài thị trấn Liuzhou, huyện Đa Giao. Con đường từ thị trấn Liuzhou đến thế giới bên ngoài đã bị gián đoạn và nguồn điện tại tâm chấn đã bị cắt. Lực lượng tại chỗ đang tổ chức sửa chữa khẩn cấp. Một phụ nữ họ Si từ Bộ Chỉ huy Cứu trợ Động đất cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang web này rằng cô đang xem TV ở nhà khi trận động đất xảy ra vì độ sâu tiêu điểm chỉ là 5 km. Trận động đất đã được cảm nhận rất mạnh. Sau trận động đất, các nhân viên của trụ sở cứu trợ động đất ngay lập tức đến văn phòng làm việc. Theo báo cáo, 14 thị trấn và làng mạc ở quận Đa Giao đã cảm nhận được một trận động đất rất mạnh và một số lượng lớn các ngôi nhà bị sập. Tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được tiếp tục xác minh và thống kê. Tâm chấn của trận động đất này về cơ bản nằm cùng khu vực với trận động đất 6,2 xảy ra vào ngày 21 tháng 8 năm nay, nằm cách thành phố Đại Lý khoảng 100 km về phía đông bắc và cách thành phố Côn Minh khoảng 180 km. Các chấn động mạnh đã được cảm nhận ở Đại Lý và Côn Minh, thời gian kéo dài khoảng nửa phút. Cơ quan quản lý động đất tỉnh Vân Nam ngay lập tức đưa ra kế hoạch cấp 2 cho một trận động đất hủy diệt và một nhóm công tác gồm 31 chuyên gia và nhân viên của cục đã khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa. Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm theo dõi tình hình động đất, đánh giá tình hình thiên tai và quan trắc các trận động đất mạnh. Vào lúc 8 giờ 28 phút ngày hôm đó, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Đa Giao, tỉnh Choseong, tỉnh Vân Nam. Theo thông tin được trang web của chính quyền tỉnh Choseong công bố, tính đến 22 giờ ngày 18 tháng 9, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Đa Giao đã khiến tổng cộng 5.125 ủy ban thôn tại 421 thôn, làng thuộc 46 thị trấn bị thiệt hại, trong đó có 5 quận của tỉnh Choseong có 116.551 hộ với 490.292 người bị ảnh hưởng, 62.078 hộ với 266.933 người, có 3 người chết ở quận Đa Giao, 15 người bị thương và 41 người bị thương nhẹ.
tính đến 22 giờ cùng ngày đã có 1.487 con gia súc lớn bị chết do thiên tai, trong đó có 371.090 ngôi nhà bị thiệt hại, 3.642 căn nhà bị sập hoàn toàn và 58.436 căn nhà bị hư hỏng nhẹ và 544 trường học, 890 công trình thủy lợi với 247.153 m2 bị hư hại. Hư hỏng 156 trung tâm y tế, 168 tòa nhà văn phòng với 32.651 m2, 86 doanh nghiệp, 21 tòa nhà với cơ quan thị trấn và ủy ban thôn bản, vỡ 4 hồ chứa vừa, 148 hồ nhỏ và 597 đập ao, hư hỏng 42 km đường dây cấp điện và 9 trạm điện, bị hư hỏng 323 mương với 1.235 km, hư hỏng 43.496 km đường, 451 cầu cống, 44,6 km đường ống cấp nước đô thị và 14.868 m2 đường phố bị hư hỏng. Sơ bộ xác định thiệt hại về kinh tế là 613,19 triệu nhân dân tệ. Trang web của chính quyền tỉnh Chuseong ngày 19 tháng 9 cho biết hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng đều nằm ở những vùng núi xa xôi và nghèo khó. Giao thông đi lại không thuận tiện, thông tin không hiệu quả. Tình hình thiên tai khó xác minh nên hiện tại vẫn đang được xác minh thống kê thêm. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!